em nhớ này, số 4 là gì chị? Bút chân chai bài ha, hả? Chai bài tổng cao nè, tổng cao nè, tiệt lấy cái này cùng cái mắt vậy đó mà không thấy không, nó phân biệt không ha. Cái đó là dẫn ra ngoài bao nhiêu không bên này. Giống mấy cái mà bị phong rồi đó, mình cũng dẫn ra ngoài cũng dẫn ra được. Xong rồi nó gần nữa, nhất là đây cái này, nếu tính này. Nếu đây, một là cơ đất nằm đây, mắt nằm đây đó nè. Chứ nó không phải nó chỉ nằm đó, nó không. Đó. Băng của cái khóa này nè, và dài có trong đó, chị làm sao là có trong đó. Nhớ nhắc chị nha, cái này em thấy nhớ nhắc chị nha. Mua mà hay lên bạn. Cái này nó phát giác sớm mà đỡ, để nó trễ mà nó không bị mộng thịt mắt luôn. Cái cục đỏ đỏ trong nè, nó đến nè. Đó, hai cái. Ủa mua chứ phải lên mạng coi. Bớt đó rồi xong dẫn ra này. Đúng rồi. Chứ mà mua làm chi? Cái mạng cho mình mua ăn thì ra. Có thầy. Thì thầy nữa không? Trời. Vậy mình xong hả? Mấy chị có ai có câu hỏi gì nữa? Câu hỏi gì không coi? Giờ. Em hỏi gì? Em hỏi gì? Em hỏi gì? Thứ hai đó. Để hết. Thứ hai có làm gì? Thầy có câu hỏi thầy. Thứ hai có làm gì? Thầy, xin thầy làm ơn giúp giùm là ở nhà có đứa cháu bị động kinh. Ngày bữa nghe thầy giảng nhú cái này với nhú cái gì. Nhú ngón cái với lại ngón chân cái. Dạ là nói liền lại là tự nữa mà. Thì đó, mình nắm ngón tay cái với ngón chân cái là mình nấu rồi nè. Nắm vuốt. Dạ, là, thì nhớ nhớ. Rồi biểu nó vuốt á. Dạ, nó quen nắm dạ. Thì nhớ mà không biết có đúng thành nó quên nó thì nắm nó nắm về nó xoa không được nè. Dạ dạ. Nó xoa. Epilepsy á, nó bị động kinh á. Động kinh. Con của con cũng bị xe sắc sịt. Thầy nãy thầy bóp chỗ này là cái vai của ông thầy con quên đó. Thầy bóp. Vai, nhưng mà phía bên ngoài trong cái trong. Sorry. Bên này bấm này. Ờ, cái ngoài. Con của con bị gần 7 năm rồi. Nắm mỗi ngày săn sóc cho nó. Uống thuốc mỗi ngày đều uống cái khớp. Cái khớp từ trong nè. Khớp trong chỗ cái bàn chân nè. Nắng cái này nó đụng gì mà nó đau là nó giật cái chân tự nó giật à. Thì nó giật mình biết mình giật đó là bệnh. Cứ vuốt cho nó mỗi ngày vậy. Chứ không cho nó uống thuốc hoài hại. Uống gần 7 năm rồi. Nó mất trí nhớ. Cho con hỏi thầy chỉ giùm con cái cách. Con có thằng con mà nó cái hiện tượng này nó xảy ra hồi lúc 3 tuổi mà hôm nay nó 11 tuổi. Là cái vòng khóe mũi với miệng này nè thầy, là sinh thang nó rất là thường mà nó bị tím. Nó tím cái vòng này, cái màu da của nó khác cái vùng này. Và môi nó tái, vùng này tím. Thì con cảm thấy như cái hiện tượng đó là thiếu oxy. Nhiều lúc con phải đem nó vô cấp cứu 2 lần một tuần. Nhưng mà bác sĩ không có giúp được. Mà 10 năm nay là nó 11 tuổi. Rồi thỉnh thoảng nó cứ như vậy. Mà đứa nhỏ nó không có, cái độ lớn của nó không có lớn bình thường. Nó coi như giống như một cái cây mà thiếu nước vậy á. Dạ. Cho nên nó là con tìm mọi cách là con không biết. Mà đi bác sĩ, tới bác sĩ chuyên khoa cũng không giúp được. Nói nó là thử allergy thì nó không có allergy. Rồi nói bây giờ nó giống như là asthma thì cho nó cái heller để mang theo mà xịt. Chứ thật sự không đúng là asthma. Dạ. Mà nó mỗi lần nó bị như vậy là con người của nó cảm giống như là nó mệt mỏi. Có lúc đó thì nó hồng hào lên nó đỡ. Thì nó không có tím vùng này. Lúc mà nó tím vùng này thì nó mệt mỏi con người lắm. Ngủ rất là khó ngủ trong cái thời gian đó. Lúc mà nó bị vậy là khó ngủ. Lâu lâu nó thở thì nó mệt quá. Cái con nó hỏi tại sao. Nó nói con không có đủ e. Dạ. Mà đi bác sĩ đo oxygen thì nói là đủ. Dạ, nhưng mà con không biết. Nó bị một cái gì trong một trong những cái hệ thống của cái hệ thống khí quản bên trong á. Dạ. Nó bị một cái dị ứng gì bên trong nó tự nó co bóp mà người ta không thấy. Dạ. Thì bây giờ về con xoa cho nó từ đây ra đây nè. Dạ.
mỗi ngày tắm rửa cho nó đó. Dạ. Xong rồi so theo hai cái kẻ này nè. Dạ. Coi như làm ba luôn, hai bên ở giữa, từ cái lõm này từ đây ra. Dạ. Lấy cái lõm này tương đương cái lõm này. Dạ. Vuốt từ trong này ra, vuốt cái bên nào thấy nó giật. Dạ. Tự động nó đau nó giật thì vuốt bên nó 7 lần. Dạ. Sau đó nó tức tại tay đây. Dạ. Thì hơ ngay chính thức ngay tại chỗ này cho nó luôn. Dạ. Lấy cái máy sấy á. Dạ. Hơ ngay cái khuyết chỗ này. Hơ ngay cái điểm giữa này nè. Dạ. Nó thiếu khí mà. Dạ. Thì hơ vòng quanh chỗ này nè. Chỗ nào nó nóng, biểu nó chịu đựng rồi con dời ra xa chút. Dạ. Thì nó nóng chỗ đó là con hơ cho nó con điểm nhắm 1 2 3 4 5. Dạ. Xong rồi hơ đấu xứng ra đằng sau của chỗ cái dài. Dạ. Cái chỗ mà thầy nói là cái vị trí dương á. Dạ. Hơ từ dưới chỗ cái đáy bả vai này hơ lên cho tới cái cổ. Dạ. Hơ từ dưới lên cho tới cái cổ. Rồi hơ xung quanh cái cổ. Dạ. Tại vì chỗ cái cổ là cái hình vẽ ngược lại là cái miệng nằm đó. Dạ. Đó, hơ từ cái chỗ đáy bả vai này hơ lên tới cần cổ. Dạ. Cái chỗ nào nóng nó hơ cho nó. Dạ. Cứ mỗi tối chịu khó làm cho nó về thời gian qua nó cải thiện được. Dạ. Giờ chỉ có cách vậy thôi. Dạ. Hôm mà con biết được cái YouTube của thầy con có coi á thì con chà vô đây á là con đụng vô nó giật. Đó, cho nó là nó trúng rồi. Dạ, thành ra giờ con lại con ngồi gần nó mà con rờ tay nó là nó chạy à. Ừ. Thì nó biểu chắc. Nó nói con biểu nó dạ, biểu nó con tự con làm. Dạ. Cái chỗ đó là con bệnh. Dạ. Dạ, giải thích cho nó hiểu chỗ bệnh nó mới vậy. Dạ. Con lấy một đứa bé khác hoặc người khác nó là con thấy không đụng vô người ta không giật. Thì người ta không bệnh, con bệnh cho nên nó mới giật cái đó. Thì muốn chữa được cái bệnh của con thì chính cái chỗ đó là nó liên hệ cái não con, nó giúp con chữa bệnh. Nói cho nó, cho nó là cái não nó ghi nhớ cái đó. Biểu nó chà, tự nó là. Đỡ không? Nó bị hồi 10, hồi 3, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi đó bây giờ đó. Cái thầy này thấy thầy chỉ con chà đây là cái vai đúng không thầy? Cái vai. Cô để lâu quá nó gịch cái vai cô là cô thở không được không? Nó gịch nó rút một bên chỉ cái chà vậy. Ừ. Hai bàn chân mà lạnh. Hai bàn chân mà lạnh á hả? Hai bàn chân nó lạnh là chà hai bàn tay. Ờ, dạ. Bóp từ trong đùi đi ra cái háng ra tới gối. Ờ, dạ. Bóp hai bên lên. Sẽ quay cho ba ra đi. Còn chị thêm đầu thấm. Nó vuốt, hai ngón giữa là mai quên hết tét á, rồi thiên rồi sống. Dạ, dạ. Cái ngón giữa này hay lắm, ngón giữa này nó trị được nứt cục luôn. Nứt cục. Vì nứt cục á. Hít cấp á, nứt cục á, Mỹ gọi là hít cấp á, nứt cục. Vuốt hai ngón này. Mà bị đờm sao thầy? Bị đờm á hả, đờm á chà ở dưới này. Chà cái eo bằng chân này, với lại chỗ này, nó có cái nè. Chà. Lật cái ngón cái này ra nè, lấy này làm cái họng giống cái họng này. Dạ. Bóp cái này nè, vuốt cái đụng vô nó đau, giật bắn người lên là trúng. Đó, vuốt vậy nó toàn lần nó hết đường. Rồi chà từ này vô, để cho cái bao tử nó hoạt động mạnh, cái gan nó hoạt động tốt thì nó không bị đường nữa. Mỏi hết chưa hết đi, không mỏi đâu. Rồi về cũng mỏi gì? Mai thầy có trị bệnh không thầy? À, có. Mai có. Mai từ mấy giờ thầy? 9 giờ. Cũng chứ, khoảng 9 giờ 45, 9, 10 giờ. 10 giờ tới mấy giờ thầy? Tới 2 rưỡi. 2 giờ 2 rưỡi thôi. Mai thầy chữa bệnh thôi hả thầy? Rồi tắt cái máy được rồi. Sau khi mình lau tay khô á, mình hơ hai cái huyệt đại lăng này nè, thì nó sẽ giải quyết độc rất hay. Nó tránh ho, nó tránh viêm mà không có đủ thứ gì á. Mình thấy vậy nó lau tay khô xong á, lấy mấy sấy mình hơ á, cái chỗ đó. Là vô tình mình cũng đã giúp được cho mình một phần nào khi mình bị cái trong cái môi trường bị ô nhiễm. Đó. Rồi, cái gì hỏi gì thì hỏi đi. Con hỏi là xin thêm á, lần trước thầy chỉ á, cái nguyệt đó đau, xong rồi mình bóp kiết rồi nó không đau mà nó chạy đi chỗ khác. Đúng rồi, mình nó đi... không phải chạy đi đâu. Mình nói nó chạy nhưng mà cái mầm bệnh nó chạy. Yeah. Cái mầm bệnh nó chạy, nó giống như khi mình đuổi nó không biết đường nó đi vậy. Rồi nó cũng ẩn nấp theo một cái quy luật. Tức là hồi trước nó trốn ở chỗ nào, nó sống được. Thì bây giờ nó cũng trốn chỗ đó.
nó thành một cái quán tính. Quý vị thấy dụ như chỗ tối là nó phải có con gián thôi, có mồ hôi nó mới có con gián thôi. Thì cái những cái chỗ đó đó là nó là những cái chứa mầm bệnh. Thì khi mình đụng đầu tiên, ví dụ mình đụng cái đau ha, giờ nó không còn đau nữa thì nó đi. Nó đi như vậy cho nên mình mới đi theo cái hệ thống của mình là đồng hình để mình kiếm nó nè. Hiểu không? Ví dụ đơn giản nha. Có người đầu tiên ví dụ như bây giờ mình đau, đau cái cổ tay đau chỗ này. Đau này. Hồi mới đầu tiên mình đụng nó đau lắm. Nha. Thì mình mới áp dụng nguyên tắc mình chữa bên đây cho họ. Ví dụ vậy. Mình đụng vô đây một lát con mới có điểm đau. Mình tìm được điểm đau bên đây mình chữa cho họ. Tới lúc họ bớt 70-80% gì đó rồi, nhưng mà nó cứ còn chút xíu cho này hoài nó không hết, thì mình phải coi lại vấn đề đó. Tức là sự tác động sâu cạn, sự còn tồn tại của cái này nó có cái gì liên quan. Thì mình tìm hết các cái cổ gần nhất. Đây cổ tay, hồn nước mình chữa ở đây. Mình thì tìm cái gần nhất ở đây, mình có thể áp dụng đối xứng bên đây mình chữa. Còn không có, mình tìm cái cổ gần nhất nằm ở đây. Các cái đầu cổ tay nè, ha, gần nhất để mình tìm. Đó, thì mình tìm như vậy mình mới truy nó ra được. Chứ còn đôi khi đó, bởi vì cho nên đó, cái giai đoạn đầu tiên rất quan trọng. Tôi nói là sự thành công được nhiều hay ít tùy nơi sự hợp tác giữa người điều trị và bệnh nhân. Người bệnh nhân hoàn toàn họ chịu buông bỏ đi hết á. Thì trong 7 chiêu đó, ta bấm 1, 2, 4, 5, 6, 7 đó, là nó giải quyết được gần như 2/3 đoạn đường. Còn mình không biết á, thì mình tới đó mình nuôi nó. Thì tới nó nhẹ rồi á, nó nuôi rồi á, thì nó phần còn lại nó ẩn nấm, nó chạy qua chỗ khác. Cho nên người ta nó quyệt nó chạy là vậy. Nhưng mà thật sự không phải chạy. Tại vì mình đuổi nó không hết. Cái giai đoạn đó thì nó ở chỗ đó nó sống. Mà mình đụng mạnh quá thì nó đã lưu thông được rồi, thì tự nhiên nó theo cái thuận duyên của nó, nó sẽ chạy về một cái nơi khác mà mình vô tình mình tìm không ra. Nếu mà mình tìm ra nơi khác mình cũng tiếp tục bóp. Cũng tiếp tục bóp vậy, công tác làm giống vậy. Rồi sao mà mình đẩy cho nó ra hết luôn thầy? Thì đó, bởi vì cho nên cái công thức của mình á là cái bộ chi viêm rất là quan trọng. Khi tất cả những chứng mà bị viêm thì mình áp dụng một nguyên tắc sau khi mình trị xong á. Mình trị cho bệnh viêm. Cái công thức đó quý vị nhìn trên tờ giấy á, tôi có ghi. Thì khi quý vị áp dụng á, thì quý vị phải tận dụng nó một cách cho nó hoàn toàn tới mức. Còn mình làm mà cũng tới mức á. Đây. Cái bộ vị tiêu viêm á, tôi ghi ở đằng sau nè. Đó, tôi liệt kê các cái tên của nó đây. Là sinh nguyệt cộng với ấn đường cộng với cự liêu cộng với chuẩn đầu cộng với thừa tương và nhân trung. Mỗi một nguyệt như vậy ta dây ấn 7 lần đó. Thì bây giờ ấn đường là ở đâu? Là ở giữa trán nè và hai đầu mày. Cự liêu á là chân mũi này kéo ra nè, đụng cái đường nghe đường dọc của mi mắt kéo xuống là cự liêu ha. Chuẩn đầu là đầu mũi, thừa tương là cái sủng giữa môi, nhân trung là điểm chót ở đây ha. Giờ mình nhìn trên cái bản đồ huyệt nè. Ấn đường là ở đây nè ha. Cự liêu là ở đây nè, tức là nó theo cái tiếng dọc của lòng đen con ngươi đi xuống đụng đường chân mũi kéo ra. Chuẩn đầu là ở đây nè, chuẩn đầu. Thừa tương là cái sủng này và nhân trung nằm đây. Năm cái huyệt này nó là một tổng bộ cường tập tất cả những quả lực cần thiết, hay gọi là năng lượng của cơ thể, để nó giải quyết tất cả những khiến độc. Ví dụ có một người nó bị con nít á, nó nổ cái cục u lên, nó cứ phồng lên rồi nó xẹp xuống như có nước ở trong, mà mổ thì không dám mổ, không biết có chuyện gì không mà cứ để nó cứ bình lên rồi xuống rồi. Mình áp dụng một nguyên tắc là đau bên này mình chữa bên này, rồi mình nghi nó từ cái chỗ này nó có liên quan ở đâu nữa, ở chỗ này có thể nó liên quan tới duyên con cái,
ha, mà áp dụng mình hơ xong rồi mình dây ấn mấy cái quyệt đó thôi, trong vòng 3 ngày cái mục này sợ. Kể cả những cái dạng bú, bú tuyến vú gọi là breast cancer, bị sinh cái hạch vú này cũng vậy. Mình dỡ cái thứ nhất, ví dụ dạ vú mình kéo lên mình thấy có cục u. Thì việc thứ nhất, cái nguyên tắc của mình áp dụng cái này sẵn cái này thôi, tôi nói luôn là quý vị nhớ nè. Ví dụ như bây giờ này ha, bây giờ mình thấy có một cục u đây. Bên trái bên phải gì không cần biết, bây giờ mình đại khái mình đứng về mình nói đây, đây mặt đây. Thì mình thấy cái cục u này là dị thường rồi. Thì giờ mình mới hơ á, mình dùng cái ngải cứu hay là mình dùng cái máy sấy hay bất kỳ một nguồn lửa nào bằng 3-4 cái nha mình chập lại mình hơ cũng được. Không cần thiết là phải cái ngải cứu. Mình cầm cái nguồn lửa đó, ngón tay mình tì vô mặt da. Cái nguồn lửa mình để nhà, mình đi về. Cái chân của nó đó, cái chân thiệt của cái bú nằm đây. Mình để hơi xa chút. Đó, mình hơ, không thấy nóng. Hơ, 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 tới đây thấy nóng. Mình lưu ý chỗ này. Đi, đi tiếp, không thấy nóng. Tới đây tự nhiên nóng. Đi, đi tiếp, không thấy nóng. Có hai điểm nóng thôi. Mình quay trở lại hai điểm nóng đó, đó, mình để ra xa. Cái nguồn lửa hơn, xa mặt da hơn hồi nãy. Mình để cho tới khi nào người bệnh cảm giác nóng quá chịu không nổi lấy ra. Rồi ở đây tiếp tục mình cũng hơi giống vậy. Thì cái hai cái điểm xác định này là xác định là cái chân ghét nó bò ra đây. Bú nó muốn phát triển qua mấy chỗ này. Thì nó gặp cái nguồn lửa chặn nó lại. Nó sẽ tự động nó co lại. Tức là nó không cho phát triển. Hiểu không? Tức là áp dụng nguyên tắc bao dây. À, không cho phát triển. Sau khi bao dây nó như vậy rồi, tức là không cho chân, cho chân rết nó co lại, thì hơ vào cái điểm đối xứng bên kia, ví dụ như đây là dạ vú, thì cái xương ngực nằm ở đây, thì hơ cái vú bên kia. Tưởng tượng có một cái bú giống vậy, bằng cái đường kính như vậy, nhưng mà không phải, nó là bú giả. Rồi cũng dùng cái nguồn lửa hơ giống vậy, hơ xung quanh cái đường chân này nè. Thì lạ lùng tới đây chỗ này nóng thì bên đây nó cũng nóng giống vậy. Xuống tới đây nóng ha, thì nó cũng nóng giống vậy. Thì hơ vào hai cái điểm nóng này cũng vậy. Để ra xa, hơ cho tới khi nào nóng quá chịu nổi lấy ra. Thường thường mình đếm vào khoảng 7 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tương ứng 5 giây. Đó là mình dùng thế đối xứng thứ nhất. Thế đối xứng thứ hai. Ở đây là nghịch phải không? Mình đối xứng ra lưng. Mình đưa ra sau lưng á, giống vậy. Có hai cái bà bầu quả dai nè, thì nó hơ ngang qua cái ngay này nè. Đằng trước nó ở chỗ nào thì làm sao mình hơ cái đấu xứng đằng sau lưng giống vậy. Mình tìm một cái vùng mà mình hơ vô nó nóng, thì mình lấy cái điểm đó là cái điểm đấu xứng của cái này, hiểu không? Thì sau đó quý vị dùng cái nguyên tắc cái bộ cộng với cái bộ tiêu viêm này á, ở trong vòng 3 cho tới 5 ngày cái miệng nó bể ra, nó ra nước. Mà nếu quý vị hơ liên tục một ngày 3 lần thì từ 3 ngày là nó bể miệng ra nước. Nó bể ở bên trong hả thầy, hay là nó bể? Bể bên ngoài cái cục u này này, tự động nó phá miệng ra nước. Mình muốn động gì nó đó. Có người bị đau cái cổ tay sưng cục bự à. Không biết gì là biến quá phải không? Thay vì hơ, không có. Cứ mỗi ngày đi làm bây giờ break ra cứ nắng bên này. Sưng bên này mình nắng bên này, nắng chỗ nào đau á. Ấn cái buồn rồi chơi vậy thôi. Trong vòng tháng bên này nó ủa sao tự nhiên tan biến rồi nào không hay. Nghĩa là nó tóm lại cái phương pháp của chúng ta đó, đúng cái quy luật của vũ trụ là người bệnh người chữa, vũ trụ bệnh vũ trụ chữa. Tức là ta nhắc cho cái não của ta, nó làm nó tái hoạt động lại những cái gì nó làm ra vậy thôi, chứ không có ta không có can thiệp gì hết. Không biết tại sao anh để cho nó, anh quên phải không? Rồi tôi nhắc anh, cứ mỗi ngày cứ ấn vậy, nó đau, nó nhớ. Một ngày nào nó thấy không đụng chạm nữa mà bên đây lặng thinh luôn. Đó. Cho nên những cái dạng mà hạch nách, những cái dạng mà bú bả ha, nó to rễ quá, người ta không dám mổ mà mình làm như vậy. Mà nó quớt mạnh, rất là mạnh. Vì cái nguyên tắc á, bởi vậy cho nên mình không dám nói mình chữa ung thư. Ung thư sự ra là cực âm, mà cực âm là dễ phát triển.
Do vậy cho nên cái nguyên tắc chữa của ung thư là làm cho cực dương để chỉnh rồi. Lửa với nước, nước gặp lửa,